Rồi, không có chuyện gì làm hết cho nên là quyết định là rủ bạn thân đi câu tôm mọi người. Và chỗ mà tụi mình đang đứng là ở Thanh Đa các bạn. Và hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi câu tôm ở đây. Ở đây có một cái thú vui tiêu khiển ngồi câu tôm chờ thời. Ok, đi vô bên trong khám phá nha, tại vì đây cũng là lần đầu tiên tụi mình đi á. Đi thôi, nắng quá. Một cần là 110 một tiếng nha các bạn, là đã bao gồm luôn cả là các bạn nếu như mà câu được tôm lên thì các bạn lấy, thì với Lu thì Lu thấy cũng được, nói chung là ngồi câu chờ thời. Ngồi câu này là gì anh? Cái gì? Con hà. Con hà là con gì? À, giống con giun. Cần câu. Hình như bình thường là nếu mà đi câu á, là cái cần câu nó mà giật giật là cắn mồi đúng không? Bây giờ ngồi đợi chứ nào nó giật thì nó mới lên hả? Bây giờ Lưu với Bì Tèn sẽ câu, sao mày ai câu ít hơn thì trả tiền. Ừ. Ồ, tôm càng xanh. Ồ, ở đây câu được tôm càng xanh. Câu á là ồ, sao vậy, tí nữa sau một tiếng mình sẽ đếm mà được bao nhiêu con. Không có con nào hết trơn. Hey. Hey. Ví dụ mà trong cái bể này mà chỉ có 100 con thôi thì thiệt đó là đuối lắm luôn á, không biết câu làm sao. 5 phút đầu tiên Bi Tẹt đã lấy được một con rồi. 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết đúng không? Ô, nhưng mà cái thú vui này nó gọi là gì? Thử thách lòng kiên nhẫn dã man luôn á. Cheers. Tôm ở đâu vậy tôm? Ăn đi. Ăn mồi đi. Mấy bé ơi. Sao? Lưu thấy mấy cái rổ của mấy anh không? Câu vô đó hả bà? Câu vô đó. Cái mỏ hồi không tím thì thôi luôn á. Cái đó là 100% dính. À, mình sẽ đi xa ra một tí đi. Hay là mình quậy biết đâu nó móc vô cái đuôi tôm. Vậy sao nó chê cái cần câu của Lu vậy? Quậy nãy giờ đó mà có lên đâu. Câu được con. Ủa? Để đến bây giờ. Thời chưa tới. Hồi thời tới cản không nổi nè nha. Trời nắng giờ trời mưa luôn. Cắn câu đi nè. Ăn đi. Nhả ra rồi. Ủa,
với giá 220.000 nha mọi người. Mà thôi thiệt là Lưu đã hết sức kiên nhẫn rồi, cho nên là Lưu quyết định là Lưu sẽ gọi món. Với lại là bây giờ bên ngoài trời mưa lớn quá trời luôn, cho nên là thôi ở đây kêu tôm có sẵn ra ngoài ăn luôn. Anh ơi, một cái bạch tuộc nướng hết rồi hả? Như vậy cho em tôm nướng là bao nhiêu? Là 450 một ký. Lấy một ký luôn chứ phụ thu thêm đó nha. Phụ thu à. Là phụ thu gì vậy anh? Đó là chế biến xong rồi cái thêm tôm à. Một ký tôm nướng muối ớt. Hết bạch tuộc vậy lấy cho em mực nướng nội đi. Rồi 450 một ký tôm. Tự nhiên tốn 220.000 đi câu tôm, đã đời cái tốn 450 một ký tôm. À, mọi người biết bữa nay tại sao mình Lưu rất là mạnh tay kêu một ký tôm không mọi người? Con nào con ấy rất mứt nha. Ừ, nhìn rất là mứt. Đổi lại là cái dĩa mực này nhìn nó hơi chip. Ừ, hơi suy dinh dưỡng. Nhưng mà sụn gà thì nhìn rất là đã. Rất đã luôn á. Rồi ăn thôi. Trên cuộc đời của chúng ta nên có người yêu biết lột tôm cho các bạn ăn. Còn trong trường hợp các bạn không có người yêu thì phải có một đứa bạn lột tôm cho các bạn ăn nha. Ngon lắm, ăn đi. Chặt á. Tức khắc. Ôi béo. Trong lúc đợi bít tết lột tôm thì Lưu sẽ thử ăn sụn gà các bạn. Nhưng mà nó cay quá. Cái món này đúng kiểu là mấy món mà ngồi nhắm mồi luôn á. Giờ lít rượu đế. Ừ, giờ mà thêm lít rượu đế nữa là đã ha. Ta-da. Mực này thì Lưu cũng sẽ chấm với lại muối ớt xanh. Yay, cảm ơn. Ôi tươi lắm luôn á. Siêu đã. Không mà rõ ràng là nhìn cái con là thấy chất lượng rồi. Ừ. Nhìn siêu múc luôn. Với lại là nó ngọt. Ngọt. Ăn ok. Chứ là nướng muối ớt mà không cay lắm ha. Ừ, không cay lắm. Mà sụn gà chiên nước mắm thì nó lại cay. Thật ra thì Lưu thấy là cái chầu bữa nay Lưu tốn hơi khẩm các bạn. Một ký tôm không đã 450 rồi. Xong nãy câu tôm 220.000 hai đứa lên được một con. Nè, phí lục tôm. Thường cái tôm nhưng mà cái mực nó bị hẻo. Mực hơi hẻo, hơi bở. Tôm thì xuất sắc, sụn gà ngon. Mình chỉ là xem mực sữa. Đúng rồi, mực sữa. Mà ăn chầu này là ngang ngửa với chuyện đi ăn một cái quán Tây. Một cái, nói chung là đi ăn nhà hàng á. Có nhiều thứ. Hãy Lưu thử ngồi lột tôm ấy. Lưu biết là các bạn có đến đây các bạn cũng sẽ nói Lưu là tại sao không lột tôm đi để cho người ta lột. Nhưng mà nói rồi, mình là con gái thì mình cũng phải có đặc quyền chứ. Đã. Đã thiệt. Ừ mà nó tươi thiệt á. Tươi ha. Ờ. Xuất sắc luôn. Tôm bự. So với mặt bằng chung thì Lưu thấy được. Nhưng mà tôm thì nên thử. Yeah. Thì đặc sản ở đây là câu tôm mà. Không, đúng là cái việc mà người ta lột cho mình ăn á, nó ngon. Nó ngon hơn rất là nhiều các bạn. Xuất sắc. Bữa nay đi câu thì thấy sao? Vui không? Vui. Cái mặt. Nói chung là Lưu thấy cũng vui. Chỉ có điều Lưu hơi su thôi. Thật ra đây cũng sẽ là một trong những option mà để đi giải trí. Giải trí cuối tuần. À, một trong những cái hình thức giải trí có thể rời xa cái điện thoại trong một khoảng thời gian nào đó. Ngồi rèn luyện sự kiên nhẫn. Với lại là ngồi có thể tâm
tâm sự với lại bạn, nhóm bạn hoặc là đi gia đình cũng được á. Ngồi xong rồi cả nhà ngồi câu tôm xong rồi. Xong rồi gọi đồ ăn ra ngồi ăn nhóm luôn vậy nè. Anh luôn nghĩ là video đến đây thôi, tại vì là nãy giờ nãy giờ quay nhiều lắm người. Yeah, cho nên là xin up video lại và ngồi thưởng thức tiếp chứ không là bạn cậu bạn khỏi ăn luôn á. Và cảm ơn mọi người hôm nay đã đi câu tôm với Lu và Bít Tẹt. Nếu như mà các bạn thích địa điểm này thì các bạn có thể ghé đến số 428 Bình Quế, quận Bình Thạnh, phường 28-25. Nói chung là địa chỉ luôn để dưới nha mọi người. Cũng dễ đi lắm, mọi người cứ Google là đi thôi. Dạ, cảm ơn, bye 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 bye. Một giờ câu sẽ là 110.000 cho một cần câu nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye.